Về câu hỏi nghi ngờ việc xây dựng đường Hồ Chí Minh đã làm cho ngập lụt, sạt lở xảy ra kinh hoàng ở miền Trung thời gian qua, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Tân Văn, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho rằng, nghi ngờ này là hoàn toàn có cơ sở. Sau cái đợt này thì chắc chắn là chúng tôi nghĩ rằng là cần phải rà soát lại, xem là một cái đường như là đường Hồ Chí Minh như vậy thì nó có trở thành tự nhiên một cái đê nhân tạo, nó làm chậm nước hay không, hay là những cái cửa cống xây dựng ở đó là nó có đủ khẩu độ hay không, thì chúng ta sẽ phải rà soát lại. Chúng tôi nhiều lúc cũng có những cái suy nghĩ, tức là tự nhiên là xây cái đường này lên rồi đâm ra lũ lụt nó lại còn nặng thêm, có một cái sự liên hệ đấy, chưa có những cái cơ sở khoa học gọi là rất là rõ ràng, thế nhưng mà có một cái sự liên hệ từ cái ngày mà xây cái đường này, đúng không, tự nhiên không hiểu sao mưa lũ rồi sạt lở nó lại có vẻ như là nhiều lên, trầm trọng lên, thì những cái này là chúng ta sẽ phải làm rõ. Thế nhưng mà đúng là có những cái cảm nhận sơ bộ như vậy. Trước những nghi ngờ mưa lũ sạt lở kinh hoàng xảy ra là do rừng đã bị tàn phá quá lớn, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã lên tiếng cho biết tỷ lệ che phủ rừng của Việt Nam hiện nay là hơn 41%, trong khi đó ở Trung Quốc tỷ lệ che phủ rừng chỉ có 28%, Thái Lan là 23%. Tuy nhiên, giáo sư Vũ Trọng Hồng, chuyên gia thủy lợi thì cho rằng độ che phủ rừng hơn 41%, nhưng cần phải xem lại chất lượng rừng trồng, đặc biệt là thảm thực vật ở mặt đất. Cái mà đánh giá độ che phủ rừng của chúng ta là phải là có thảm thực vật. Quan trọng nhất là cái thảm thực vật. Tôi đã từng sống ở miền núi, làm ruộng ở miền núi. Rừng già chúng tôi, độ thảm thực vật nó dày hàng mét, thì nó hút được nước. Mưa xuống không bao giờ chảy tràn ra đất vội, là vì nó có thảm thực vật. Nhưng bây giờ mất thảm thực vật thì coi như là nước chảy tràn. Vậy thì những cái rừng nào? Thì những cái rừng, ví dụ cà phê, cao su không phải là rừng, bởi vì nó có thảm thực vật đâu. Về vấn đề xây dựng giao thông thủy điện bừa bãi phá vỡ dòng chảy tự nhiên đã làm cho mưa lũ sạt lở kỷ lục, cả giáo sư Vũ Trọng Hồng và phó giáo sư Trần Tân Văn đều cho rằng tới đây cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc cấp phép cho các dự án này. Chắc là sau cái vụ này là chúng ta sẽ phải rà soát lại một cách hết sức là cẩn thận, cẩn trọng, nghiêm túc. Rồi là xây dựng thủy điện có theo quy hoạch hay không, hay là có được khảo sát một cách gọi là cẩn thận chi tiết, rồi xem là đúng, có đúng là cái độ che phủ rừng của nó là 41%, nhưng mà cái nội dung, cái chất rừng ấy thì nó có đúng là được. Thế thì chúng ta sẽ phải rà soát lại, đúng, tôi chắc chắn là như vậy. Cụ Nguyễn Thị Diệu, 87 tuổi, ngụ đội 3, thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, bật khóc khi gặp phóng viên, mừng mừng tủi tủi khi được đoàn hỗ trợ ít tiền. Cụ hy vọng có thể vượt qua khó khăn đợt lũ lịch sử này. Nhìn đợi là với giá mì tôm mưa, giá mì tôm khổ mưa. Cái cơm gì ạ? Cơm heo ăn, nấu cho lên. Rau nấu cho heo á, thế nấu ăn. Đồ đạc sao ạ? Cũng bị thằng trôi mua hết luôn biết. Từng chứng kiến trận lũ lụt kinh hoàng vào năm 1979 tại Quảng Bình, nhưng cụ Diệu không ngờ rằng trận lụt năm nay còn cao hơn nhiều so với 41 năm trước. Quang cảnh vùng lũ huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, mãi chiều qua 22 tháng 10, 5.000 suất cơm nóng được chuyển đến người dân. Cụ Nguyễn Văn Lài bật khóc khi nhận suất cơm nóng sau nhiều ngày lũ vùi. Mấy ngày qua, thôn Hòa Bình, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh của cụ trở thành rốn lũ của tỉnh Quảng Bình. Lãnh đạo huyện này cho biết không chỉ cơm mà ngay cả một gói lương khô hoặc một gói mì tôm đến được với người dân vùng lũ là một kỳ công. Mẹ qua đời giữa ngày lũ 17 tháng 10. Anh Đặng Ngọc Nguyên ở đội 4, thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy cùng các anh chị em đang tất tả lo hậu sự thì nước lũ ập đến. Chỉ trong vài giờ, nước đã dâng cao 2 mét. Mấy anh em chỉ kịp bàn nhau móc dây kéo quan tài mẹ treo lên trần nhà. Khi quan tài được kéo lên sát trần, cũng là lúc nước ngoài đồng lẫn trong nhà mênh mông. Đã 5 ngày, tài sản mất hết, lũ mênh mông, lại không có tiền thuê đò, mẹ anh Nghiên vẫn chưa thể chôn cất. Có lúc nước dâng tới sát quan tài. Mãi tới sáng qua, nhờ Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy hỗ trợ thuyền chở quan tài, gia đình anh Nghiên mới đưa mẹ tới nơi cách nhà khoảng 8 km để an táng.
Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, hai ngày 19 và 20 tháng 10, ngập chìm trong nước lũ sâu 1,5 mét, toàn bộ tầng trệt bị tê liệt hoàn toàn. Cho nên là anh em cũng rất là cố gắng để di dời những cái phương tiện máy móc, thiết bị đưa lên tầng 2. Toàn bộ bệnh nhân thì được đưa lên tầng 2, các hoạt động khám chữa bệnh thì được đưa lên tầng 2. Trong điều kiện mưa lũ khắc nghiệt, các y bác sĩ nơi đây vẫn để lại những câu chuyện thật đẹp khi đỡ đẻ thành công, mẹ tròn con vuông cho 18 sản phụ. Có những trường hợp mổ thì mình phải dùng đến mê đồ, đấy là một. Rồi dùng đến những cái đen bín, rồi đen tích điền của ở phía bên ngoài là cứu trợ đưa mang. Lũ ập đến, bệnh viện gần như tê liệt hoàn toàn. Mì tôm và sữa là hai món cầm hơi suốt mấy ngày của cả y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà của họ. Vào đến đấy là không có cái gì ăn, nước cũng khó uống luôn. Điền thì mất. Mấy ngày là tới chị ăn bằng gì? Dù khó khăn vất vả, nhưng các y bác sĩ vẫn có một niềm vui nho nhỏ khi đã cùng nhau vượt qua lũ dữ, đỡ đẻ thành công cho 18 sản phụ và điều trị được nhiều ca bệnh bình phục, xuất viện ngay sau lũ.